Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với GVN Channel. Hồi tuần trước thì bọn mình có làm cái hỏi đáp số 30 đúng không? Đúng rồi, 30. 30 với dạng là live stream. Thì bọn mình đã trực tiếp ở trên fanpage của GVN. Thì tuần này chúng ta trở lại với hỏi đáp số 31, vẫn cái mô típ cũ. Nhưng mà tuy nhiên thì sắp đến đó, bọn mình cũng sẽ định là triển khai những cái live stream đó nó nhiều hơn. Tại vì trong những cái buổi live stream đó, thì anh em đặt câu hỏi nó dễ hơn và trả lời được nhiều câu. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà đáng tiếc là hồi tuần trước thì bọn mình cũng chỉ có trả lời được có tầm 10 câu, hơn 10 câu một chút xíu. Thì vậy nên là sắp đến bọn mình sẽ rút kinh nghiệm và cũng như là trả lời cho câu hỏi anh em á, nó nhiều hơn và nhanh hơn, cái thời lượng cũng sẽ kéo dài một chút xíu. Còn bây giờ thì chắc là bắt đầu ngay đến với hỏi đáp số 31, xin mời. Ok luôn. Câu hỏi đầu tiên của số ngày hôm nay là của bạn Ging No World. Thì bạn hỏi là: xin chào GVN và hai bạn, cho mình hỏi là nếu mình build kết hợp GTX 1050 Ti cộng AMD Ryzen 5 2400G thì có cách nào để tận dụng iGPU của Ryzen 5 2400G không? Vì nếu không tận dụng được thì thấy rất là phí, và GTX 1050 Ti thì nó cũng không phải là quá mạnh. Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi là mình có dự định stream game mobile thông qua iPad và các thiết bị Android, và mình sử dụng phần mềm AP Power Mirror để capture màn hình thì kết quả khá là delay, CPU lên tận 100%. Cho mình hỏi là có cách giải quyết nào trong trường hợp này không, và mình có cần phải có CPU và RAM mạnh, còn VGA thì không quá quan trọng đúng không? Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, cái vấn đề đầu tiên của bạn là bạn muốn nó tối ưu cho cái con Ryzen 5 2400G, tại vì bạn chơi là 1050 Ti thì nó không quá mạnh. Thật ra là có một cách để bạn có thể sử dụng được cả iGPU ở trong cái con CPU và cả cái đồ họa rời, là bạn có thể kích hoạt cái nhân đồ họa tích hợp lên ở trong BIOS. Đúng rồi. Và bạn bắt buộc sẽ phải download cái driver của nhân đồ họa tích hợp để cho máy nó nhận nhân đồ họa tích hợp luôn, và khi đó bạn có thể ghi một lúc sử dụng là hai cái màn hình. Tức là một cái bạn ghim cổng vô trong main và một cái bạn ghim thẳng lên trên cái chiếc cài đồ họa. Quay trở lại với vấn đề là cái nhân sức mạnh của nhân đồ họa, thì nếu như bạn nói con 1050 Ti không phải là một nhân đồ họa quá mạnh, thì thật sự cái nhân đồ họa tích hợp trên con Ryzen 5 2400G này nó cũng không là gì so sánh với ngay cả con 1050 Ti của bạn nữa. Tại vì bây giờ đặt cái tình huống là nếu như bạn thực sự là muốn kích hoạt nhân đồ họa tích hợp lên, bạn chạy song song hai màn hình á, bản chất ra một con 1050 Ti nó đã đủ sức gánh rồi, và bạn không nhất thiết là phải bật cái tính năng nó lên. Thành ra là khi mà bây giờ bạn có bật lên thì bạn làm được gì? Bạn chẳng làm được gì. Chỉ có xem clip hả? Xem clip YouTube, rồi lướt web, dăm ba cái bậy bạ. Cái app, cái tác dụng của nó không có rõ ràng, tại vì nó không thể SLI được. Đúng rồi, không xác. Thể crossfire được luôn. Ví dụ đặt trường hợp là bạn xài Vega AMD, nhưng ví dụ những con RX 4570, 580 chẳng hạn thì cũng không thể crossfire được. Thì rốt cuộc là cái câu chuyện mà bạn tận dụng cái nhân đồ họa này nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Và bên cạnh đó bạn vẫn còn phải share RAM hệ thống cho cái nhân iGPU nữa. Đúng rồi. Thì nó càng làm cái bộ máy của bạn thọt đi, trong khi nếu như mình đang assume cái bộ Ryzen 5 2400G này và 1050 Ti nó cũng không phải là một bộ quá mạnh, mà mất thêm tài nguyên hệ thống cho iGPU nữa mà tác dụng còn không được gì nữa thì nó được cái gì? Chính xác. Vậy nên là về cái câu chuyện là muốn tối ưu cái nhân đồ họa tích hợp của con 2400G á, là bạn cũng đã có câu trả lời rồi. Còn vấn đề thứ hai là bạn đang muốn stream game mobile thông qua iPad và các thiết bị Android. Cái vấn đề là sử dụng thông qua những cái phần mềm mà để capture màn hình, tức là kiểu mirror cái màn hình trên điện thoại Android của em á, mà quăng lên trên máy tính thì nó sẽ không qua internet. Đúng rồi, nó chắc chắn sẽ sinh ra độ trễ. Tại đúng. Sao nè, cái đường truyền kết nối nè, cái cổng USB anh xuất từ máy ra nè, rồi tất cả những cái giao thức đó nó chưa phải là giao thức tối ưu cho chuyện stream và chuyện đúng dữ liệu. Chính xác. Vậy nên là có một cái cách mà nó đơn giản hơn là bạn có thể mua những cái capture card. Capture card nó là một cái dạng mà giống như là một cái cục ha, bạn nối cái đó vô trong cái cổng của trên điện thoại, ví dụ cổng C hoặc là cổng micro USB vân vân. Bạn ghim vô trong điện thoại thì cái cổng capture đó nó sẽ nối ra một cái cục, và các bạn sử dụng cái cục đó, trên đó nó sẽ có những cái dây, ví dụ như là dây HDMI hoặc là dây kết nối màn hình á. Thì khi đó bạn ghim trực tiếp cái màn hình vô trong đó luôn thì nó sẽ xuất cái màn hình của trên cái điện thoại bạn lên trên máy tính, và chỉ đơn giản là khi này bạn sử dụng một số những phần mềm mà capture màn hình máy tính chẳng hạn là OBS hoặc là một số phần mềm tương tự để mà stream lên trên server luôn, thì cái đó nó vừa đỡ tốn cái tài nguyên máy tính của bạn, tại vì cái việc capture nó đã do cái bộ công cụ capture card đó nó làm rồi. Thành ra là tất cả mọi thứ các bạn thấy là nó nhanh hơn rất nhiều và nó không có gặp những cái độ trễ. Vậy nên đó là cái cách tối ưu nhất ngay thời điểm này mà mình nghĩ là bạn có thể sử dụng. Còn cái đến của bạn Nguyễn Nguyên thì bạn hỏi như thế này: em chào GVN, em đang dùng FX504GD, sau khi cài lại Win á thì hay bị drop FPS. Em đã check bằng phần mềm MSI Afterburner thì thấy CPU thường drop chỉ còn là 805MHz mà thôi, trong khi nhiệt độ thì vẫn chỉ ở khoảng 60 độ C. Có cách nào để CPU chạy hết công suất hay là không? Em đã setting hết trong Power Option lên là 2 performance rồi, mong GVN giúp em. Rồi vấn đề này thì bạn Khải sẽ hỗ trợ cho các bạn. Rồi ok, đầu tiên á, vẫn như là các số trước mình có nói với các bạn, khi mà các bạn muốn khai thác sức mạnh, toàn bộ sức mạnh của
của một con laptop, và đặc biệt là laptop gaming á, thì hãy chắc chắn là cái nguồn của bạn đã được cắm và cấp điện cho cái laptop bạn đang sử dụng. Cái đó là cái đầu tiên mà bạn chưa cung cấp thông tin cho mình, cho nên là mình cần bạn xác nhận lại. Cái thứ hai á, laptop khi mà bạn load, và đặt trường hợp á, là bạn đang có tất cả những cái mình nói rồi, đang ở max performance rồi, đang setting trong phần mềm riêng của ASUS rồi và đang cắm nguồn rồi, mà nó vẫn đang gặp cái tình trạng như vậy á, thì bạn hãy kiểm tra lại. Đầu tiên là cái Windows, tại vì bạn đang cài lại Windows trước đó thì máy vẫn đang chạy bình thường. Cài Windows xong mới bị thì khả năng cao là do cái bản Windows đó. Tại vì tất cả những dòng laptop FX504 bán ra tại thị trường Việt Nam, máy chính hãng nha, thì đều đã được cài sẵn Windows từ nhà máy rồi. Cho nên là đó sẽ là cái phiên bản Windows ổn định và chuẩn nhất với cái máy của bạn. Trong trường hợp bạn cài lại Win và khi cái máy bạn gặp vấn đề á, thì mình không biết, có thể là do cái bản Windows bạn cài từ một nguồn thứ ba nào đó nó không xác nhận, hoặc là bạn cài cái quy trình cài nó có vấn đề hay là gì đó, cho nên là bạn nên kiểm tra lại cái chuyện đó. Windows của bạn có thể đang có vấn đề. Và một cái nữa mình phát hiện ra là trong quá trình sử dụng một vài con laptop, nói chung nó không riêng gì cái dòng FX504 đó hết, thì sẽ có một số trường hợp ngay cả khi bạn cắm nguồn vô rồi nhưng mà máy vẫn chỉ nhận ở chế độ pin, tức là máy vẫn sẽ bóp xung, thọt xung các thứ. Thì cái trường hợp này bạn thử rút ra cắm lại cái cổ nguồn lại xem, và thử lại xem nó có giải quyết được vấn đề đó không. Còn nếu như tất cả những cái vừa rồi mà mình nói á, mà bạn đều làm thử rồi và không thành công á, thì mình chắc là bạn sẽ nên tìm đến những cái đơn vị có chuyên môn tốt hơn. Thì đến lúc đó sẽ có những người có chuyên môn cao hơn có thể hỗ trợ cho bạn vấn đề này. Có cái đến là của bạn Đăng Nguyễn, câu này hay nè. Xin chào hai anh, em đang dùng Ryzen 3 1200 cộng với 1070 thì có nên nâng Ryzen 3 hay là Ryzen 5 2600 không ạ? Nhu cầu của em chủ yếu là chơi game offline nặng và xem YouTube thôi. Với con ASUS 1070 lúc vào game thì một quạt quay, một hồi thì lại hai quạt máy xoay. Cho em hỏi là Vega bị lỗi là do nó như vậy, em cảm ơn hai anh. Rồi, và cái câu này của bạn thì bạn muốn là có chơi game nặng offline nha, cái offline nặng offline thì nặng em nghĩ như nào về cái chuyện là nâng cấp CPU? CPU nha, hiện tại sẽ có những cái tựa game ăn CPU rất là dữ, ví dụ như Assassin's Creed Odyssey này, GTA 5 bản thân một cái game cũng khá lâu rồi nhưng mà nó vẫn ăn CPU rất là dữ. Chính xác. Và nếu như cái đặc trường hợp là bạn đang chơi những cái tựa game nặng AA như vậy á, thì CPU mình nghĩ nếu như bạn vẫn chỉ muốn stick với đội đỏ á, thì nên lên một con Ryzen 5 hoặc Ryzen 7, nó sẽ cho bạn một cái trải nghiệm chơi game tốt hơn. Đúng. Cái nhưng đó là chắc chắn. Đặt một cái tình huống như này, tại vì đợt trước anh có test với vài game AA mà cụ thể là Shadow Tomb Raider nha. Có một cái rất lạ là anh gắn một con i5-8400 với một con 2080 thì nó ăn CPU đâu tầm 10%, trong khi card thì ăn full load luôn. Card là ăn 100% nhưng mà CPU ăn có 10% mà, nhưng mà chạy vẫn rất mượt nha. Nên là có thể đối với những cái game đặc biệt nha, đặc biệt sẽ có những game nó cũng là AAA, những game đồ họa khủng, nhưng mà bạn sẽ thấy là nó không ăn CPU quá nhiều. Đó, nên là các bạn cần phải cân nhắc trước là xác định coi là cái game mà mình sắp chơi á, nó sử dụng, nó thâm dụng cái sức mạnh của CPU nhiều hơn hay là càng nhiều hơn. Đúng mình rồi. Nghĩ là clip trên YouTube hoặc là clip trên internet hiện tại đã có thể giúp được các bạn cái đó. Và bạn có thể tìm hiểu ví dụ như là test game, ví dụ Assassin's Creed Odyssey chẳng hạn, thì người ta sẽ có được những cái mà thông số CPU ăn bao nhiêu, VGA bao nhiêu phần trăm. Để bạn, tại vì bạn không cho mình biết là bạn đang chơi game gì cho nên mình không thể tư vấn chính xác. Đúng được rồi, thì cái này bạn nên tự tìm hiểu nha. Ngoài ra thì anh em có thể liên hệ fanpage của GVN, không phải là fanpage mà là website gvn.com. Xin lỗi các bạn, bởi vì chúng tôi vừa mới chuyển cái nền tảng tư vấn khách hàng á. Các anh em lưu ý nha, không ngay bây giờ thì những cái inbox fanpage á nó sẽ không được trả lời nhanh như xưa nữa, tại vì bây giờ đã dần chuyển qua bên cái website gvn.com rồi. Các bạn cần tư vấn thì hãy lên trên website. Đúng rồi, và bây giờ bạn qua bên đó lựa mua hàng cũng nhanh hơn nữa, cho nên là qua anh đó tư vấn tuyệt vời hơn nhiều. Đúng, chính xác, cảm ơn bạn. Còn cái đến là của bạn Võ Minh Triển thì bạn hỏi, cho em hỏi là laptop dùng card AMD á, thì có dùng được AMD FreeSync trên màn hình có hỗ trợ tính năng này là không? Cảm ơn. Đương nhiên là laptop mà sử dụng card AMD thì nó vẫn sẽ sử dụng FreeSync ở trên những cái màn hình khác. Nhưng mà có một cái vấn đề là laptop sử dụng card AMD thì hiện tại thì nó quá ít. Đúng rồi. Và nếu như bạn để ý trên thị trường ở thời điểm hiện tại á, những cái dòng laptop mà có cái nhân đồ họa là GPU của AMD á, thì nó thật sự cực kỳ hiếm, và cái nhà lớn nhất làm cái đó mình thấy nó chỉ là Apple thôi. Và những cái dòng laptop kia thì hoàn toàn mình chưa thấy, riêng thị trường Việt Nam là hoàn toàn không có, trừ Apple ra luôn. Mình đồng ý là AMD họ đang có plan chuyện này và họ đang rất là chú tâm vào mảng di động. Nhưng mà cái câu chuyện là hiện tại á, mình chưa biết là nó có hay không. Nhưng mà chắc chắn nếu như cái laptop của bạn có sử dụng nhân đồ họa AMD thì có thể sử dụng được cái công nghệ đồng bộ khung hình FreeSync như vậy. Đúng. Quay trở lại cái vấn đề á, là nếu như
đặt trường hợp bạn có một cái laptop sử dụng nhân đồ họa của AMD thì những cái công nghệ đồng bộ khung hình như FreeSync hay G-Sync này á, nó chỉ hoạt động tốt nhất trên kết nối DisplayPort thôi. Cho nên là khi mà bạn sử dụng những cái kết nối khác á, riêng FreeSync nha, đồng ý vẫn sẽ có những cái màn hình có thể hỗ trợ bạn đồng bộ thông qua kết nối HDMI chẳng hạn, nhưng mà cái độ ổn định thì mình chưa khẳng định được chuyện này. Và để tốt nhất á, thì nên là DisplayPort. Câu hỏi tiếp theo liên quan tới build PC là của bạn Cường Phạm. Thì bạn hỏi là hiện tại em đang có dự định build một bộ case với mục đích là chơi game giải trí và dùng Adobe. Những tựa game phổ biến như là PUBG, LoL, Dota 2 này. Em đang có một cái card màn hình RX580 4GB mình Asus H310e. Và cho em hỏi là nên mua CPU nào, G5005 hay i3-8001, và hiệu năng chênh lệch có đáng kể không? Và với VGA của em á, thì hiện tại đi với những cái CPU nào thì nó tốt hơn? Về câu hỏi này thì đương nhiên là nó quá dễ để trả lời rồi. Mình nghĩ là anh em nên hướng đến con i3-8001 nhiều hơn là con G5005. Tại vì sao? Các bạn xét về số nhân số luồng thôi, con i3-8001 có tới 4x4 luồng, so với lại G5005 là 2x4 luồng, thì đương nhiên là 2 nhân thực là nó đã hơn rồi. Thứ hai á, nếu như anh em nhìn vào cái mức xung á, anh em nghĩ là hai con này chênh nhau xung thì nó cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tuy nhiên á, các bạn còn phải xét là ngay thời điểm hiện tại, hầu như mọi game ha, nó đều đã thâm dụng hiệu năng của 4 core CPU. Có một số những tựa game còn ăn hơn cả số đó. Nên là một con CPU 4 nhân nó sẽ giúp ích cho anh em rất nhiều. Và thêm một cái nữa, một cái thông tin thêm cho anh em nè. Ở nhà mình có một thằng bạn đang xài G5005. Và chia sẻ thật luôn với các bạn là khi mà anh em muốn đa nhiệm nhiều tác vụ, chẳng hạn như các bạn vừa bắn PUBG nè, các bạn vừa bật tab Google Chrome để các bạn lướt Facebook á, thì cái hiện tượng giật lag khi này nó sẽ có thể diễn ra. Và các bạn đương nhiên mình vẫn muốn anh em hướng đến con i3-8001 nhiều hơn. Và xét về hiệu năng á, nếu như nói về i3-8001 và G5005 thì nó sẽ chênh nhau khoảng 25-30%. Nhưng mà xét về các khả năng đa nhiệm thì đương nhiên i3-8001 sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là về cái câu trả lời này. Còn về vấn đề là RX580 thì nên đi với CPU nào hơn, thì xin một lần để nhắc lại là i3-8001 đi với con này vẫn rất ổn. Cảm ơn bạn. Câu hỏi kế đến là của bạn VNDC Yuki. Thì bạn hỏi là mình có thói quen là khi thấy máy chậm thì hay reset lại trên laptop lẫn điện thoại. Vậy trong tình huống sử dụng thì mình thấy cứ chậm reset máy hoài thì có ảnh hưởng gì không? Thanks GVN. Rồi, cái chuyện là thấy máy chậm reset thì như nào ta? Bình thường đúng không? Đúng rồi, nó cũng không có vấn đề gì hết. Tại vì chính xác là theo khuyến cáo của những chuyên gia máy tính luôn, thì khi mà bạn gặp một cái vấn đề gì đó, hoặc là chậm, hoặc là xung đột phần mềm, hoặc là gì đó, bất kỳ một cái vấn đề nào ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng, thì cái đầu tiên họ khuyên bạn là reset máy. Cho nên là khi bạn gặp cái chuyện này và bạn reset máy, nó đang rất là đúng quy trình. Đúng rồi, chính xác. Thật ra là cái chuyện mà các bạn khi mà reset máy thì cái hay của nó là nó sẽ giúp cho cái máy của bạn nó như kiểu là clean, được ngủ một cái nhẹ. Nếu như kiểu là bạn làm việc nguyên ngày dài thì bạn ngủ một chút, chớp mắt xíu thì giống vậy. Và phần nào nó cũng sẽ giúp cho bạn có thể giải phóng RAM. Những cái RAM mà đang tồn đọng trong máy sẽ được clean hơn, nó sạch sẽ hơn. Và những cái lỗi về vấn đề khắc phục, khi đó cái máy của bạn nó boot lên một lần, khi cái máy của bạn trước khi boot thì nó sẽ pause. Và quá trình boot là quá trình mà nó sẽ kiểm tra lỗi cho máy tính và nó sẽ khắc phục dần dần những cái lỗi đó ở trong quá trình mà nó khởi động lại. Thành ra là anh em thấy đó, cái lúc mà máy của anh em chậm, kể cả điện thoại và kể cả laptop, kể cả PC, anh em có thấy vấn đề thì đương nhiên reset một cái nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái tình huống đó. Và đương nhiên nó sẽ không ảnh hưởng đến cái máy của bạn nó bị hư hỏng gì cả. Và đặc trường hợp là bạn xài lâu dài và cái tình trạng nó diễn ra thường xuyên á, thì bạn hãy để ý giúp mình hai điều. Đầu tiên á, là bạn hãy chắc chắn là những cái nhu cầu của bạn hiện tại, máy tính của bạn có thể đáp ứng được. Ví dụ như bạn đang chơi một cái tựa game khủng AAA đi và bạn có một cái card đồ họa dưới mức đó, ví dụ như chơi Apex Legends, chơi PUBG chẳng hạn, mà card 750M thì nó là đuối hoàn toàn luôn, và chắc chắn cái chuyện giật lag đó nó không thể không xảy ra được. Cái thứ hai á, bạn để ý với mình là những cái phần mềm bạn chạy nó có xung đột với nhau hay không. Tại vì những cái tình trạng xung đột đó có khi ở trên nền thì rõ ràng bạn có thể thấy Doom crash hay gì đó, nhưng mà ở dưới nền nó xung đột với nhau thì nó cũng một phần nào đó ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng. Và reset không á, nó chỉ là giải pháp tình thế thôi, nó không thể giải quyết tình trạng đó ở tận gốc được. Cho nên là bạn hãy kiểm tra lại một phần, cả về phần cứng và phần mềm, để chắc chắn là bạn sẽ không phải gặp những cái tình trạng này lâu dài. Đúng. Và ảnh hưởng tới cái máy của bạn sau này. Chính xác. Rồi, và xin anh em một phút dành cho quảng cáo. Thì nếu như cũng cái câu hỏi của bạn khi nãy, nếu như bạn đã kiểm tra qua phần cứng, phần mềm và bạn cảm thấy là nó không có vấn đề gì lắm, thì đôi khi cái máy của bạn khi mà chơi khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ nó lại chậm, nó lại giật, nó lại lag, thì có thể nó đến từ vấn đề nhiệt độ. Và nếu như thời điểm này mà anh em cảm thấy là bộ máy của mình nó đã dơ quá rồi mà vẫn chưa biết cách để mà vệ sinh máy tính một cách hợp lý á, thì các bạn có thể mang đến GVN. Bên này thì bọn mình vẫn có những cái dịch vụ là hỗ trợ vệ sinh máy tính miễn phí dành cho những khách hàng đã từng mua máy tại GVN. Thì nên cứ mang bộ máy đó qua, bọn mình sẽ hỗ trợ hết sức ha. Và khi đó mình có thể hỗ trợ như là dán tra lại kéo tản nhiệt vân vân và vân vân, thì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc là cải thiện hiệu năng của máy tính. Còn bây giờ thì cảm ơn.
Ok, và đó là những câu hỏi của anh em trong tuần vừa rồi. Vẫn là những câu hỏi rất là quen thuộc liên quan tới PC và gaming gear thôi. Và đúng là mỗi tuần vẫn là có những cái hay mới, vẫn có những cái điều mới mà bọn mình có thể tìm hiểu được và có thể hỗ trợ các bạn. Đây là những cái Given rất là mong được hỗ trợ các đúng, bạn chính xác. Tiếp tục trong những khoảng thời gian tiếp theo. Tại vì khi mà các bạn đặt câu hỏi cho bọn mình á, thì tức là bọn mình sẽ đi xác nhận câu hỏi đó, xác nhận câu trả lời á. Và bọn mình cũng lại có thêm kiến thức, là bọn mình lại lấy cái kiến thức đó chia sẻ lại với anh em. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông qua cái số hỏi đáp này thì khoảng đâu đó số 35 bọn mình cũng sẽ làm lại một cái clip livestream. Hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ trong cái số đó. Và với những cái số hỏi đáp mà bọn mình livestream như vậy á, thì sẽ có những cái chủ đề cụ thể. Và chắc là tới đó thì mình sẽ thông báo để các bạn có thể chính xác là về một cái chủ đề nào đó thì cái phần hỏi đáp nó cũng có thể hay hơn đúng không? Đúng, chính và xác. Và cái câu chuyện á là nếu như anh em nào đang có nhu cầu pass lại hàng Gaming Gear Second Hand hoặc là muốn tham gia cái cộng đồng của GVN á thì sẽ có những cái link về cộng đồng ở phía dưới các bạn có thể tham gia để mua bán, để trao đổi thông tin và học hỏi lẫn nhau nha. Nếu như các bạn cảm thấy clip hữu ích thì các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.